Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng. Con có một câu hỏi và thắc mắc rất lâu trong quá trình con cũng tham gia những chương trình các lễ hội và các chương trình của Phật giáo. Thì có một cái trường hợp là con rất là lưỡng lự khi mà giới thiệu thành phần tham dự bạch thầy, là ví dụ trong một cái buổi lễ đấy thì có những vị hòa thượng lớn, nhưng mà các vị này không làm lớn về tuổi hạ, nhưng mà về cái chức vụ trong giáo hội thì không có hoặc có rất nhỏ so với những vị đại đức đáng tuổi hạ bằng con, bằng đệ tử hoặc là sư cháu. Như vậy thì chúng ta nên giới thiệu như thế nào cho nó phải, bạch thầy? A Di Đà Phật. Một câu hỏi hay. Nếu là đại giới đàn, nếu là những sự kiện truyền thống thì lấy tuổi hạ để mà làm chuẩn. Nếu là nghi lễ hành chính thì hãy căn cứ vào vai trò chức năng để mà giới thiệu. Một vị tôn đức nhiều hạ tự tu, tự đem lại an lạc cho tự thân, nhưng mà những vị có thể trẻ hơn nhưng mà cống hiến phụng sự vì giáo hội, vì Phật pháp, nhìn cái tưởng thưởng công đức, chúng ta có hai cách để giải quyết. Thứ nhất, mình phải thưa ban tổ chức. Thứ nhất là thưa ban tổ chức, và mình phải làm theo đề nghị của ban tổ chức, bởi mình là người tổ chức mà, phải không? Và thứ hai nữa, mình biết rất rõ đây là một vị tôn trưởng, một vị tôn trưởng nhưng mà không có vai trò. Nhưng hãy nhớ rằng là như thế nào là giáo phẩm, như thế nào là đại chúng. Hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, cái này gọi là giáo phẩm. Đại đức tăng, đại đức ni, cái này gọi là đại chúng. Cho nên nhiều lúc chúng ta bạch, kính bạch chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni, đủ rồi, đủ rồi. Có rất nhiều người kính bạch chư tôn giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni, nó cũng hơi dài, hơi dài. Và nếu một vị đã là hòa thượng mà không có một chức vụ gì, ta có thể giới thiệu rằng một vị giáo phẩm của Phật giáo huyện A, một vị giáo phẩm của giáo hội tỉnh B. Ngay khi cái hòa thượng đây nó nói lên cái giáo phẩm rồi, để mình bày tỏ sự tôn kính. Và đặc biệt trong các cái sự kiện lễ hội hành chính thì hãy tuân thủ theo ban tổ chức. Hãy tuân thủ theo ban tổ chức. Bởi vì có những bậc tôn đức nương cái đức của các ngài, nhưng mà vẻ mà điều hành một Phật sự ở một địa phương á, thì là việc tăng sai. Cho nên vị này, cho nên vị này, cho nên vị này. Hồi nãy là có giới thiệu mấy cái bước về cái vai trò, rồi cái nhiệm vụ của người dẫn chương trình. Để tránh không có làm mất thời gian quý tôn đức, cho nên sẽ điểm sơ qua để bổ sung những cái chúng ta đã học và chúng ta đã thực hiện rồi. Thì trong đó nó có một yếu tố như là chịu trách nhiệm xuyên suốt thời gian diễn tiến, hợp tác với ban tổ chức và các thành viên cộng sự. Và trong đó nó có một cái gọi là định hướng cảm xúc thẩm mỹ, phải không? Định hướng cảm xúc thẩm mỹ, cái này nó tùy thuộc vào sự hóa thân của mình vào trong buổi lễ và cái chất giọng trầm bổng của mình để đi vào trong buổi lễ. Một cái chương trình nghị sự, ngôn phong mình ra sao, chất giọng mình thế nào, một cái lễ tưởng niệm thì chất giọng mình phải ra sao và phong thái mình phải như thế nào.
chúng ta chỉ cần cất một cái chất giọng lên đó, là nó định hướng được người ta, định hướng được cảm xúc liền. Thang ôi những tưởng cây tùng bách còn vương vai cùng sông núi, ai về đâu nửa đường chim trắng lả đường bay, ngôi nhà cao gãy một trụ đơn đau thay, trời đất liệm phút giây ngôi sao rụng. Đây là cảm xúc gì ạ? Cảm xúc tưởng niệm, phải không? Cảm xúc mà cái kim quang đang ở cái mặt chỗ đây nè. Hội hợp nay rồi mai chia ly, niềm thương nỗi nhớ bận làm gì, đã sinh trong cõi vui thì khổ, nguyện đến đài sen chôn liên trì. Chùng cái chất giọng nó hoài cổ một chút, chùng xuống một chút. Nhưng mà đại hội hội nghị câu chuyện nó phải khác. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo cấp cao giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư vị tôn đức, các quý ban trị sự các tỉnh thành phố. Hôm nay ngày tháng 5, chúng ta cùng nhau về đây để tham dự hội nghị tổng kết công tác Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái sự trịnh trọng, sự trang nghiêm và ngôn phong của chúng ta nó khác. Cái lối văn hoài cổ, cái lối văn hồi niệm, nó trùng xuống một chút, nó cho ta biết được là cái lễ tưởng niệm. Và các cái sự kiện hội nghị đại hội thì nó khác. Trong cái một cái nhiệm vụ nữa mà chúng ta phải thực hiện đó là gì? Đó là xử lý tình huống, phải không? Trường hợp này chúng ta nghe nhiều. Thưa quý tôn đức, trong một chương trình buổi lễ mà chúng ta tổ chức, dù là xích sao đến cỡ nào, thì cái sự bảo đảm của buổi lễ nó đạt khoảng cỡ 80%. 80% so với sự chuẩn bị của ta. 20% còn lại là phòng hờ những cái đột ngột phát sinh. Phòng hờ những cái đột ngột phát sinh. Và chúng ta phải làm sao để chúng ta phải khéo léo trong vấn đề này. Vấn đề xử lý tình huống. Ai trong chúng ta ít nhiều một lần cũng bắt gặp trường hợp này. Có những cái nó xảy ra ngoài kịch bản. Thì lúc bây giờ mình làm mình thế nào? Thứ nhất là mình bối rối. Mình bối rối. Mà mình là người chịu trách nhiệm cho chương trình này. Lúc bây giờ đó là mình sợ trách nhiệm, cho nên mình là người có trách nhiệm. Chúng ta sợ, chúng ta phải xin ý kiến của ban tổ chức này, chúng ta phải xin ý kiến của lãnh đạo kia, mà đứng ở trên này rồi mà nó đổ bể, mà chúng ta sợ. Cho nên thứ nhất là nó xảy ra sự bối rối. Thứ hai nữa là cái rất quan trọng là chúng ta thiếu vốn sống. Cái này mới là cái cơ bản nè. Chúng ta thiếu vốn sống. Biển học bao la, không có cái gì là thừa cả. Hãy học và hãy học. Nhất là người tu sĩ của chúng ta, học lịch sử, học văn hóa, học địa lý, học tất cả các mặt. Khoa học, học những cái đó là những cái vốn sống để cho chúng ta xử lý. Xử lý tình huống. Câu chuyện còn rất nóng ngày hôm qua chị Thảo Vân. Quý thầy cô có nhớ chị Thảo Vân không? Chị Thảo Vân ngồi đây. Chị nói không có tiếng. Chị bật lên cũng không có tiếng. Thế thì cái xử lý tình huống của chị là thế nào? Chị bước qua đây, nhưng mà với một người mà sơ cứng á, cái máy này nó hết pin rồi, xin lỗi được qua bên này đứng nói cho nó tiện. Đó là cách xử lý, phải không? Đó là một cách xử lý. Một người rất tế nhị. Một người rất tế nhị. Chị nói một câu là có lẽ do cái micro nó chờ con lâu quá cho nên nó hết pin. Một câu nói rất là dí dỏm. Vì cái thứ hai nữa là gì không?
tôi có cảm nhận là chỉ không đủ can đảm để ngồi đây trước sự đông đảo của quý tôn đức. Chỉ mạnh dạn chỉ đứng qua một bên để khiêm tốn kính trọng đại tăng một sự kiện để giúp giải quyết được hai vấn đề. Câu chuyện nằm cái không có cái micro, không có pin, mà lúc bây giờ tôi đang đặt giả thuyết là nhiều khả năng chỉ không bật. Mình có quyền đặt chỉ không bật để rồi chỉ nói rằng là cái micro này chờ con lâu quá, cho phép con qua đây con đứng. Chỉ nói một cách rất là trang nghiêm. Xuyên suốt một buổi nói, các thầy, con, các cô, con nói về vấn đề Vu Lan, nói về vấn đề thiền, nói về vấn đề kia, đầy dẫy những chất Phật ở trong đó. Một cách xử lý, quý thầy cô thấy rất khéo léo. Về sắc, năm 2019 vừa rồi, được phân công là người điều phối chương trình chính cho Vesak. Thượng tọa Đức Lợi ngồi đây cũng là thành viên ở trong ban MC điều phối chương trình chính cho Vesak. Quý vị biết là giờ khai mạc, mình làm việc với đài truyền hình, truyền hình là họ tính bằng giấy. Đúng giờ, đúng khắc là bước ra chứ không có nói chuyện lôi thôi gì hết á. Đúng giờ, đúng khắc. Nhưng mà xin thưa, trong lúc bấy giờ đường xá tắc quá, các nguyên thủ quốc gia, tức là theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức á, là các nguyên thủ quốc gia, các chính khách, các nhà lãnh đạo Phật giáo trên thế giới có mặt. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bước vào là khai mạc. Trong khi đó Thủ tướng Chính phủ thì đến, các nguyên thủ chưa đến, các nhà chính khách vẫn chưa đến, lãnh đạo các nhà tôn giáo tâm linh trên thế giới vẫn còn lác đác, lý do là tắc. Mà bây giờ đúng giờ thôi, mình làm việc với đài truyền hình, mình vừa bước ra, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ngài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ tay vậy nè. Một sự kiện mang tầm thế giới chứ không phải Việt Nam nữa, ngài giơ tay này nè. Xin lỗi ngài Thủ tướng không cho, xin lỗi khách chưa đến đủ, được không? Không được, không được. Đây là lúc xử lý tình huống. Đây là lúc xử lý tình huống. Tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã công nhận Đại lễ Phật Đản Vesak là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới. Mình phải quyền biến liền. Và đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai. Lần thứ nhất năm 2008 tại hội trường Cung văn hóa hữu Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Lần thứ hai 2014 tại chùa Bái Đính. Và đây là lần thứ ba tại chùa Tam Chúc Hà Nam Việt Nam. Nói xong rồi, khách vẫn chưa đến. Lịch sử 2000 năm của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với dân tộc Việt Nam. Có những thủa đất nước ta, Đạo Phật đã trở thành quốc giáo. Những vị nguyên thủ quốc gia lấy tư tưởng của Đạo Phật làm tinh thần chủ đạo để trị quốc an dân. Lúc bây giờ chỉ có vốn sống thôi chứ không am hiểu lịch sử thì làm sao mà nói đây. Những nhân vật lịch sử đã là quốc sư, như là Vạn Hạnh, như là Khuôn Việt, như là Đỗ Pháp Thuận, đã góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương Việt Nam, tổ quốc Việt Nam. Lúc bây giờ mà không có vốn sống thì làm sao bây giờ? Nói rồi vẫn chưa hết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một đỉnh cao của sự đoàn kết hòa hợp xuyên suốt mấy nghìn năm lịch sử, tổng hợp tất cả các hệ phái Phật giáo trên quê hương Việt Nam để trở thành một tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước. Nói thật nghe, lúc bây giờ Thủ tướng đưa tay lên vậy nè,
Xin thưa, đây là lãnh đạo ban văn hóa các tỉnh thành, cho nên nói rất thật, Thủ tướng đưa tay lên vậy nè. Chúng ta không có chuẩn bị, chúng ta không có vốn sống, có những lúc chúng ta bế tắc. Trong một chương trình như vậy không thể nói xin lỗi hay là một quyền biến gì hết đó. Không thể quyền biến được. Cách đây gần 20 năm, nếu quý thầy quý cô nào mà dự đại giới đàn Quảng Đức ở tại chùa Phổ Quang, có lễ còn nhớ chùa Phổ Quang chưa xây, đại giới đàn chê một cái rạp, trời mưa ơi là mưa, cái rạp bằng giấy nhựa đó, nước nó thồng vậy nè, nó đè ở trên đó. Đúng ngay ngày bế mạc, sắp sửa đã diễn ra được nửa cái lễ bế đàn rồi, tự nhiên nó bể cái bầu, cái nó đổ nước xuống nữa, giới tự ướt hết, nhốn nháo chạy qua. Bây giờ làm sao? Quý vị cố gắng ngồi im, chỉ còn có mấy phút nữa, hãy ngồi trang nghiêm để lắng nghe lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh, cũng không được. Chúng ta phải làm sao để mà nói làm sao để mà ta cúi đầu vô người ta hứng nước. Phải nói làm sao để người ta cúi đầu người ta hứng nước thì đó mới là thành công. Trong 3 ngày đại giới đàn trôi qua, với giới sư thanh tịnh, với giới tự chí thành, với giới trường trang nghiêm, chúng ta đã quá cầu khẩn giới pháp, và hôm nay phải chăng những giọt pháp kia đã bắt đầu đến với chúng ta? Tiếc cho những người không thấm nhuần được giáo pháp đã đang chạy trốn. Mấy cô chạy ra cúi hứng cái đầu vô vậy nè. Nói thiệt luôn. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta phải biết quyền biến, chuyển những cái bị động trở thành chủ động, giống như một sự sắp đặt. Đừng bao giờ bế tắc và đừng bao giờ bị động trước tình huống. Cho nên đó là cách xử lý tình huống. Và trong chùa của chúng ta vẫn hay bị trường hợp đó. Buổi lễ đang diễn ra, vì lý do kẹt xe, vì lý do tắc đường, vì lý do gì đó, trai tăng gần xong rồi, có một hòa thượng mới đến. Chúng con biết là chúng con đã cúng dường trai tăng xong rồi, thọ thực gần xong rồi, nhưng mà quý ngài vẫn thương tưởng chúng con, vẫn có mặt cho chúng con. Câu này nghe nó không có tròn. Nếu như chúng ta hình dung rằng là cái buổi lễ nó kéo dài 1 tiếng đồng hồ, thì hòa thượng đến lúc này có phải là đến thời gian đang diễn ra buổi lễ không? Hòa thượng đến lúc này có phải thời gian đang diễn ra buổi lễ không? Và ngay cuối chương trình cũng đang diễn ra buổi lễ. Phút bù giờ mà còn làm bàn được mà. Thế thì tại sao chúng ta không phát biểu rằng là hòa thượng đến đúng lúc trong buổi lễ của chúng con để bày tỏ sự thương tưởng? Quá cũng đúng lúc đấy chứ có trật ra lúc này đâu. Mặc dù lễ đã diễn ra và đã sắp bế mạc rồi, nhưng mà ngài vẫn tranh thủ từ buổi lễ bên kia ngài qua buổi lễ bên này. Có lẽ là giáo trình thì vẫn còn nhiều, nhưng mà thời gian thì cũng đã khép dần. Và chỉ giới thiệu sơ lược, khái quát, tổng quan về người dẫn chương trình và rút tỉa những cái kinh nghiệm để cúng dường đến đại chúng, vì đây là khóa bồi dưỡng. Chứ nếu mà tổ chức cho đúng một cái khóa đào tạo thì chúng ta phải mất khoảng 3 tháng lý thuyết và chúng ta sẽ dành thêm khoảng 3 tháng thực hành. Chúng ta phải hiểu được tổng quan của người dẫn chương trình là gì, vai trò người dẫn chương trình ra sao, nhiệm vụ người dẫn chương trình như thế nào, những yêu cầu cơ bản, những tiêu chuẩn năng lực, rồi cách phát âm,
rồi cách luyện giọng, rồi các cái đặc điểm ở trong tiếng Việt và các cái thể hình, loại hình, các cái chương trình như là nghệ thuật, như là nghi lễ, như là giao lưu, như là game show, từng chương trình. Rất nhiều và rất nhiều. Nên chỉ đem cái kinh nghiệm ra để cúng dường đại chúng thôi. Nói gì thì nói, chúng ta là người tu sĩ Phật giáo, chúng ta cầm chiếc micro, nó phải toát lên được cái đạo phong của người tu. Còn mấy phút, xin được tâm sự với quý thầy cô. Rõ ràng là chúng ta chưa có một trường lớp bài bản để đào tạo. Do vậy mà chúng ta học những người MC của thế gian. Đôi khi mình đánh mất chất mình, rồi mình học như vậy, mình ứng dụng như vậy. Có những cái mình đứng trật chỗ của mình. Để trở lại đúng phẩm chất của một người MC dẫn chương trình trong lễ hội Phật giáo, xin thưa, công phu tu tập, hành trì, đọc kinh điển cho thật nhuần nhuyễn, học lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam và đạo Phật Việt Nam để có được cái vốn. Nói gì thì nói. Tất cả nó nằm ở trong chỗ này nè. Chúng ta cứ quay về chỗ này mà khai thác, chúng ta sẽ có được tất cả. Ở thế gian, người ta dạy những người dẫn chương trình đó, đứng trước mọi người, xin lỗi là nói nguyên văn của cái chương trình đào tạo nha, bất kể là ai hãy nhìn như củ khoai. Tự kỷ ám thị, nhìn như vậy mới khỏi rung, mới khỏi sợ, mới khỏi khớp. Có nghĩa là hạ mục vô nhân. Nhưng người tu sĩ Phật giáo chúng ta không được quán tưởng như vậy, không nên quán chiếu như vậy. Mà chúng ta quán chiếu như thế nào? Chúng ta có bài kinh yêu thương, tức là kinh từ bi. Hít vào, thở ra, xin được rải tâm từ đến người lớn, người nhỏ, người xa, người gần, người tôi biết, người tôi không biết, người xuất gia, người thế tục, người ở vai trò địa vị, hay là người ở những cái nơi thấp ở trong xã hội. Hãy quán tâm từ bi. Hãy quán tâm từ bi. Và ý thức rõ được rằng là các bậc tôn đức luôn luôn thương tưởng hầu học chúng con. Các ngài luôn luôn che chở cho chúng con. Và các ngài sẽ mỉm cười khi thấy chúng con trưởng thành. Phải thấy cho được cái chất liệu thương trẻ của mấy ông già, thì mình mới tiếp xúc được với cái năng lượng đó. Và khi mà tiếp xúc được năng lượng tình thương là mình không có sợ sệt. Và khi mình thấy được rằng một chúng hội lớn như thế này là một năng lượng tâm vĩ đại lắm, mình may mắn có cơ hội để được tắm mình trong năng lượng này. Hãy về đọc kinh từ bi, kinh yêu thương. Nói thật là mỗi ngày quán tưởng từ bi. Cho nên á, bây giờ nó đạt ở đến một mức á, là các bậc tôn đức càng nhiều, dẫn chương trình càng thăng hoa. Càng đông 10.000, 20.000, 30.000 người là nói bỏ tờ giấy luôn. Nó phải đạt đến cái mức đó đó. Trường hợp thứ hai nữa là chúng ta hay bị rung, chúng ta hay bị khớp. Lúc bây giờ mới tập cho bình tĩnh, lúc bây giờ mới tập cho mình cho thảnh thơi thì làm sao được? Làm sao được? Một học kỳ 6 tháng không học bài mà đến chừng ngày mai đi thi, tối nay học bài thì làm sao mà thuộc? Cho nên học sinh giỏi mỗi ngày phải học bài. Chúng ta muốn có một cái đạo lực vững chãi trước những năng lượng lớn là mỗi ngày chịu khó trói chân lại. Hít vào, thở ra, tôi ý thức được tôi đang hít vào, tôi ý thức được tôi đang thở ra. Chính cái đó nó định tâm, chính cái đó nó trụ tâm. Ngay cả khi quên cái chức vụ người ta nhưng mà vẫn có thể mỉm cười để mà đủ thời gian để suy nghĩ. Còn một khi đã rối rồi là nó sẽ rối thêm.
mà nó hư một tiết mục rồi thì nó hư 3, 4, 5, 6, 7 tiết mục. Giống như một cái rổ, rổ đựng đồ rất là nhiều mà nó bực một cái rồi là nó bể luôn. Nó bể luôn. Cho nên kính thưa với các bậc tôn đức, năng lượng tâm rất lớn, rất vĩ đại, đủ khả năng hàm tàng tất cả mọi việc. Và đó là điều muốn kính gửi đến quý tôn đức. Người dẫn chương trình thật giỏi là người biết quay về với chính mình cho thật giỏi. Người dẫn chương trình cho thật hay là vốn sống cho thật nhiều, lịch sử văn hóa và kinh điển cho thật nhiều. Đôi khi chúng ta học cả đời nhưng mà chúng ta ứng dụng chỉ có 3 phút thôi, và thành công hay không nằm ở chỗ 3 phút đó. Đôi khi cả đời nhưng mà chỉ 1 phút sai thôi, chúng ta đi xuống luôn. Nó là như vậy đó. Thành thử ngôn phong, hành động, tất cả đều biểu hiện ở nơi tâm thức của chúng ta. Hãy định tâm, hãy trụ tâm thì chúng ta sẽ được vững tâm và chúng ta sẽ dẫn chương trình rất là tốt. Và 10 phút còn lại là xin trả lời vài thắc mắc của quý tôn đức. Có những vị có ý kiến thì xin giơ tay để chia sẻ với quý vị. Dạ, kính mời thượng tọa. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính thưa cùng chư tôn đức tăng ni, các ban văn hóa sáu bài tỉnh thành, con cũng xin mạo muội có một cái câu hỏi. Cái này trong cái trường hợp như cô Liên Thảo vừa rồi cũng hỏi, nhưng mà cái này cũng là một cái thế kẹt. Nãy thì thượng tọa có giải thích rồi, nhưng mà con thấy cái này cũng do một cái vấn đề vô tình. Đó, con có dùng cái lời thỉnh ngoài về cái nhiệm vụ trách nhiệm của các vị lãnh đạo như ban chứng minh, ban nghị sự xong rồi, thì con cũng muốn nói thêm cho nó đủ là xin trân trọng cung thỉnh nơi chai đường giữa, xin cung thỉnh chư tôn thượng tọa trong thường trực ban nghị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp quan hỷ quan lâm chai đường giữa. Cái điều này thì nó phù hợp thôi, nhưng mà trong cái thường trực ban nghị sự thì có rất nhiều cái vị còn trẻ, ví dụ như một vị chánh thư ký thì rất còn trẻ, nhưng mà đối với các ban trị sự quận huyện có những hòa thượng chứng minh hay là có những hòa thượng lớn cũng nằm trong cái chức sắc, nhưng mà cái vị này làm ở huyện thì vậy thì như thế là nó có một cái lỗi do chương ngôn viên, một phần là do chương ngôn viên thỉnh dùng cái từ chung, rồi lại thêm những cái vị mà không có ý thức là mình mặc dù trong thường trực nhưng mình còn quá nhỏ, mình phải nên khiêm cung. Nhưng mà con thấy đa số khi mà bây giờ những cái lễ hội trong hành chánh thì đương nhiên là các vị có chức vụ chức việc trong hành chánh thì là đúng, nhưng mà đối với một cái lễ trai tăng, lễ tưởng niệm hay một cái lễ gì đó trong cái vấn đề hạ lạp thì chư tôn trong cái hành chánh lại lạm dụng mà ngồi cái vấn đề những cái chiếc ghế cao mà để chứng tỏ rằng mình là một cái sự lãnh đạo, thì con thấy điều này cũng nên xem lại, nếu không thì các vị nhỏ sẽ mang cái tội cống cao ngã mạn. Hay là Phật xin hết. Đây là một câu chuyện cũng còn bất cập ở trong Phật giáo của chúng ta. Hồi nãy giới thiệu Kinh Tăng Chi phẩm số 2, phẩm pháp trí đó, là có 7 cái biết á. Biết pháp, biết nghĩa, biết thời, biết chúng hội, và trong đó có một cái biết là biết mình. Biết mình là ai. Vì vậy cho nên là dẫn chương trình hay không dẫn chương trình mà càng nhận nhiệm vụ đối với giáo hội, mang một cái vai trò chức năng trong giáo hội, càng phải công phu tu tập, càng phải hành trì. Rõ ràng là mình là trưởng ban, mình là phó ban, nhưng mà hạ lạp thì mình là đại đức. Cho nên đây là câu chuyện cũng còn nhiều cái để mà chúng ta cần phải cân nhắc. Trong mỗi tình huống khác nhau, chúng ta có những cái xử lý khác nhau. Sự khôn khéo của người dẫn chương trình cũng rất may mắn là trong mấy chục năm ra nay đã
bằng cách nào đó uyển chuyển để thực hiện được rất nhiều cái để mà né đòn. Nhưng mà cũng còn nhiều cái bất cập. Cho nên chỉ có giáo pháp mới giải quyết được vấn đề này. Trong đó có, trong cái bảy pháp thì nó có một pháp là biết mình, phải biết mình là ai. Còn nếu chúng ta không biết á, đôi khi cái địa vị, đôi khi cái danh vọng, đôi khi cái chức vụ, nó cũng làm mờ đi lý tưởng chí nguyện của mình lắm á. Cho nên nếu mình nắm được giáo hội phân công, được nắm giữ vai trò mà mình không biết mình là ai á, là dở lắm luôn á, là dở lắm luôn á. Cho nên câu chuyện này cũng là một điều mà lý do khóa học này được tổ chức, lý do trưa mai có buổi tọa đàm là để thống nhất các chương trình xưng hô thế nào, giới thiệu thế nào và tổ chức ra sao. Có lẽ cái này phải có phát ngôn viên chính thức của giáo hội để có được tiếng nói này. Còn ở đây về mặt tình cảm thì chúng ta nói với nhau, chúng ta phải nhìn nhận từ hai phía. Chúng ta nhìn nhận người từ hai phía. Người có vai trò giáo hội nhưng mà mới đại đức, mới thượng tọa thì phải có khuôn phép ứng xử với những bậc tôn trưởng mà niên cao lập trưởng. Người ta tạc tượng Phật, người ta chọn cái cây có lõi. Cây có lõi. Mà cái lõi trong đạo Phật được thẩm định bằng hạ lạp, bằng giới đức. Cho nên đây là câu chuyện. Có lẽ mà ngày mai mà những ý kiến như thế này được đưa ra tọa đàm, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Dạ. Bạch trên thượng tọa, kính bạch trên đại chúng, thì con xin được đặt câu hỏi là chúng con là những người đang học và đang học nữa, thì cái cách mà của thượng tọa mà khi mà dẫn chương trình giống như chương trình đại lễ lớn, thì con nhìn thấy dụ như điển hình giống như Khánh Thành Pháp Viện Minh Đăng Quang, mà nhìn trên tay thượng tọa không có một tờ giấy, thì cái cách mình sắp xếp trong đầu bằng cách nào để cho đại chúng biết A Di Đà Phật, không cần tờ giấy nào hết? Đơn giản, không có gì bí mật hết. Vốn sống, vốn sống. Và đặc biệt mình có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu. Có những lúc mình có cơ hội, mình được ngồi với các bậc tôn đức, được lắng nghe các ngài, mình phải như là rót tịnh thủy vào trong lòng mình vậy đó. Như rót tịnh thủy vào trong lòng mình như vậy đó. Ở đây có thượng tọa Hoàng Hòa. Hôm đó mình là một vị tăng đi dự lễ tiểu tường cố đại lão hòa thượng Vạn Đức, hòa thượng chủ tịch á. Chúng con kính mời thượng tọa Thích Trí Chân lên điều khiển chương trình lễ tưởng niệm cố đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Cái này nói rất thật luôn á. Hễ mà cứ thay mặt là giống như là cả như là một vai trò mà mình hoàn toàn xin thưa thật là không báo trước. Chỉ có 30 giây, rất may là còn đứng ở bên đó, 30 giây để bước vào và đúng cầm chiếc micro. Thì lúc bây giờ hình ảnh của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nó hiện về. Ngài tu ở núi Cấm như thế nào? Thành lập Phật học đường Liên Hải ra sao? Ngày xưa Ngài là giáo thọ của Phật học đường Nam Việt thế nào? Ngài là giáo thọ của Phật học viện Huệ Nghiêm ra sao? Ngài mang chức vụ gì ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất? Ngài nắm giữ một vai trò trọng trách gì ở giáo hội đỉnh cao này? Bắt đầu nó trôi về, trôi về, trôi về. Nhưng mà không phải vì cái này mà đem tiểu sử Ngài ra đọc. Đọc cái này xong cụ Hòa Thượng Thiện Pháp nói thôi ông làm luôn đi cho rồi, chứ ông mời tôi đọc tiểu sử làm chi. Phải nắm những cái này. Thỉnh thoảng có những buổi ngồi uống trà với Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Ngài kể cái Pháp Viện Minh Đăng Quang ngày xưa nó năm mẫu như thế nào, thành lập năm 1968 cái bãi rác nó ra sao, rồi bao nhiêu đời từ cái đời của cố trưởng lão Pháp Nhiên kéo dài tới bây giờ. Mình hiểu, mình chịu khó, mình nắm bắt thông tin. Và có một cái kinh nghiệm để quý tôn đức là chúng ta liệt kê, liệt kê. Chúng ta đừng có viết văn bản. Có khi mình một thời giảng hay một thời giảng chương trình
chỉ cần một tờ giấy nhỏ bằng ba ngón tay thôi, liệt kê. Nó có hai phương pháp để chúng ta làm sao để tạo cho mình một bộ nhớ mà nó gọi là cái phương pháp cành cây. Phương pháp cành cây. Phương pháp cành cây là phương pháp gì? Đây là một ý mình định hình. Trong bài giảng này mình nói chuyện một tiếng thì mình sẽ có một ý, mình sẽ có hai ý, mình sẽ có ba ý. Và cái này nó, trong ba cái ý này đó, nó chia ra làm ba cái đề mục. Ý này nó chia ra làm ba cái đề mục. Và ý này nó làm chia ba cái đề mục. Đây gọi là phương pháp cành cây. Nếu bộ nhớ tuyệt vời nữa, tiếp tục khi này có mấy ý, cái này mấy ý, giải pháp cành cây. Mình đây mình tủa ra cho thật nhiều, để rồi đúc kết bài pháp mình quay về lại với cái gốc rễ, nhắc một cái là người ta hiểu ngay. Người dẫn chương trình thì dễ, đơn giản hơn rất nhiều. Tuyên bố lý do 2 phút được rồi, 3 phút được rồi, càng dễ nhớ nữa. Nắm bắt thông tin, có vốn sống, hiểu biết được câu chuyện và hãy thực hiện cái giải pháp cành cây thế này là kết quả tốt lắm luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức, dân gian người ta thường nói đó là tuồng hay thường hay ở phút cuối. Và trong buổi ngày hôm nay thì bản bài giảng của Thượng Tọa là một trong những bài giảng hay nhất mà chúng ta tất cả quý vị đại biểu đã về đây được lắng nghe. Và chúng ta được lắng nghe sự chia sẻ của một MC, người dẫn chương trình, người xướng ngôn Phật giáo thực thụ và có được những cái thành tựu mà tất cả quý vị ở đây chúng ta đều biết. Và Thượng Tọa đã chia sẻ với chúng ta ngoài những yếu tố mà một người dẫn chương trình bình thường có được, thì một người dẫn chương trình Phật giáo thì càng khó hơn. Đó là nó phải có cái chất tu, sự hiểu biết và cái chất thiền ở trong đó nữa. Trên đó là một trong những sự khó khăn của một người MC, người dẫn chương trình Phật giáo. Và chúng con kính bạch trên Thượng Tọa, hôm nay toàn thể học viên của chúng con được lắng nghe trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ mà chúng con cảm thấy là ngắn ngủi và chưa đủ. Chúng con mong rằng trong những khóa sau nữa, Thượng Tọa cố gắng sắp xếp, Thượng Tọa dạy thêm được nhiều buổi hơn nữa để tất cả những quý huynh đệ chúng con ở đây được lắng nghe vào nội dung chính của một chương trình mà hướng đến bồi dưỡng một người dẫn chương trình Phật giáo. Và trong buổi giảng hôm nay, chúng con xin thành kính niệm ân trên Thượng Tọa, ngưỡng bái, ngưỡng trên chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa thân khỏe, tâm an để tiếp tục hướng dẫn cho hàng hậu học chúng con trên bước đường thực hiện công tác Phật sự để cống hiến cho chúng sinh, cống hiến cho giáo hội. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.